Hôm nay đi lấy cái áo của chị Huệ, gặp ông thầy Mừ ở nhà. Để mình vô coi ông sao nha. Lúc này nổi tiếng như ha. Bữa nay mới xong nè, quê thuốc thang rồi hết trơn rồi. Với cái sẵn có cái chị kia chỉ ông lại đây đó nè. Ai? Không lỡ hả? Sao ông không chỉ nhà ông đã tôi nói với chùa là tôi nói rồi, chỉ rồi còn gì nữa. Không chỉ được sao ta kiếm tới đây ông nội. Rồi sao bữa ông nói bệnh của ông sao? Đi khám người ta nói sao? Nó bị chiều ba ra chơi rồi lại nhớ ông lắm đó. Khỏi đi, bây giờ ông nói cái bệnh của ông coi làm sao, rằng ta biết, ta kiếm thuốc cho ông. Bệnh gan nó bị viêm gan nó bị viêm gan gì B hả? Không phải cái gì chứ bằng gan có mỡ gì đó. Gan nhiễm mỡ hả? Rồi máu có mỡ luôn phải không? Rồi có bị tiểu đường không? Sao mình không đi khám được đâu hả? Ủa sao hôm bữa tôi kêu khám tiểu đường luôn, chịu khám. Sao đó mà không? Cái đó ăn thua mình yêu cầu, chứ mình không yêu cầu người ta đâu có khám cho mình đâu. Vậy hả? Vài bữa nữa tôi phát quà cho người nghèo nè, ông có đi không nè? Đi, đi được không? Đi được. Tại vì bán ba cái thuốc đó rồi kiếm mớ tiền để phát cho bà con nghèo. Cười. Quá là rỗng gà bà má năm mình sao rồi? Thằng Tướng Anh hả? Tướng Anh bây giờ nó lên cơn, nó chọi đá ổng bả luôn rồi kìa. Mấy ông già nằm mất không, không có đi đâu chơi được, đi chơi Phúc Toàn hơn. Đi chảnh hả? Đi chảnh bữa nào đi ông nội ơi, tự nhiên bữa nay đi cho được. Bữa nay lại thăm ông chút xíu, tại lấy đồ anh vào quậy kìa, thấy ông ở nhà ghé luôn. Lấy chưa? Chưa, bả mai bả nói tới chiều mới xong. Yeah. Mai cho ông cái đầm đi dạ hội. Chiều xuống lấy nữa. Chiều xuống xuống lấy. Nãy giờ ngồi bên bá hả? Nè ông nhận giùm tôi cái tiền này coi, có chị Nga ở bên Úc có gửi không nè. Bà kêu gửi ha, thầy Thuận 200.000 để uống cà phê. Không cảm ơn ta cười không? Cảm ơn không? Của Úc Nga. Cô Nga. Cảm ơn bà cô Nga rất nhiều. Bà nói sao lúc này không quen thầy Thuận, nói tại vì lúc này con mắc làm thuốc nam con không có đi lại được. Chuyện này là tôi gán tìm thuốc cứu người sống, còn ông cứu người chết. Hai bên mạnh bên nào hồn ai nấy liệu nha. Ông mà cứu người chết không xong là tôi hốt ông liền. tôi cứu người sống, còn ông cứu người chết đó, ông làm sao đó ông làm. Trừ nè bánh rồi thầy, cái này mua tôi mua chứ không phải của ai. Của con ha. Rất nhiều. Vậy là mấy em gái cũng khỏe phải không? Dạ dạ. Đó ổng đó quý vị ơi, để em thôi quý vị nó Phúc Toàn bỏ ông thầy Thuận, bỏ ông hai mướt đó. Bây giờ ổng ngủ lên nhà hai mướt nữa kìa. Đi không? Bữa nào đi tôi lại tôi chở ông đi, với bữa nay còn ở đẳng còn công chuyện lắm. Đang ngâm thuốc xịt sâu kìa mà chưa có xịt nữa. Chiều mấy giờ ông xuống đây? Chiều hả? Chắc chắc chở tới tối tôi mới xuống. Chứ bà hẹn chiều rồi, chiều đâu có rảnh đâu chạy xuống.
Bữa nay không có tụng sao ông nằm ở nhà vậy? Không, nó dài à, không có đi. Rồi mấy cái bình bông đâu hết rồi mà ông cho ông chân cái gì vậy ông? Bể chân. Cái trời ơi. Nhịn bàn thờ hết nói luôn rồi. Bây giờ chơi lấy cái canh dầu ăn cắt ra rồi đưa lên chân bông luôn ông nội cha ơi. Mấy cái bông hư sao không lựa ra đi ông nội. Trời ơi, chân bông xong rồi cái bọc đen nhét vô đó luôn. Bó tay. Sao cái hình này tới nay chưa xài nữa? Hả ông thầy? Tại vì cái để đó, gì nào mình chết rồi mình kinh lên. Mấy gà bà má không khỏe không? Khỏe. Tao cũng nhắc không hoài. Vậy là không có lẫn lộn gì hết trơn, ngon lành nè. Để chừng nào mà tôi đi phát ba cái mì tôi cho ông hay trước. Đàn ông mới biết ngày nào ông rảnh tôi mới đi được. Chứ không hẹn ông trước rồi đâu có rảnh đâu. Cho chứ này chắc ít à, tại vì đâu có cô Tám rồi đâu. Cái này là giống như tiền của tôi bán ba cái cây thuốc á. Rồi mình chích ra mình đi cho người nghèo mà. Cái đâu có Mạnh Thường Quân nào hả Phúc Tàu? Nói chung là mình bán cây thuốc mà vừa bán vừa làm từ thiện đó. Giống như là mình bán rẻ cho người ta để người ta có thuốc và xài á. Chứ ông tính đi lấy mỗi lần là 5-6 triệu, 5-6 triệu không á. Rồi đi về mình bán cho người ta một phần có 100 gử à, thì ông tính đi 100 phần thì nó được có 1 triệu gử à. Nó. Rồi ông lấy một... Mình nghĩ khác gì một người được nhiêu ông vô. Hả? Mình nghĩ khác gì đó. À, được thùng mì thì nói chung là trước mắt là thấy thùng mì rồi đó. Rồi có ai cho gì thêm nữa thì mình ấy giờ giống như mình đang kêu gọi á. Ai cho gì tiếp vô nữa thì mình tiếp theo chứ giờ mình chỉ có thùng mì thôi. Chứ ông... Tội nghiệp anh làm cái ghê. Bữa đó nắm vợ cũng không mà đến ăn nó ngộ. Không dám đâu, cái bữa nút bạc tôi lại đây tôi kiếm ông nè. Mà đi ra nhà kiếm cũng không có luôn. Nút bạc cái gì không còn. Thì cái nút bạc bữa tôi nói với ông đó lãnh rồi. Bữa đám giỗ rồi tôi mất nấu rồi tôi đâu có nhớ đâu, lu bu lắm ông nội ơi. Lúc bạc là sao không bao. Thì lãnh cái giống như cái bằng khen của YouTube á mà. Nữa ông xuống dưới Diêm Vương tặng ông cái bằng khen. Phá gói Phật Pháp. Ông thì giống như tôi là giống như kêu bằng cái gì nè ta. Ông là chỉ có tôi mới trị ông được thôi. Chứ mấy YouTube khác trị không được ông đâu. Lạch bài của ông là tôi biết sạch. Không còn thiếu cái món gì chứ. Giờ chỉ biết là đít ông không biết có một gùi không là tôi chưa biết thôi. Chứ những cái gì trong bụng trong dạ ông tôi biết chơi. Giờ mà quay ra nè ông thấy hết không đâu. Thấy. Ông mà bây giờ mà dĩ hơi gian lặng là tôi biết chơi. Ông không có giấu tôi được cái gì chứ. Ông quay YouTube người ta gỡ cho tôi coi hết trơn à. Nhà nói gì ông cũng còn. Không. Nói chung là ông giờ ai dám nói gì nữa ông nội ơi. Mấy mẹ chùa khác gặp ông giờ mấy ông sợ. Mấy ông nói bó tay chấm cơm. Bánh gà đồ tan chắc đem về bộ mà phải không? Đâu, hôm đó nay đâu có xả, có gì nữa đâu. Hôm đó nay nằm bản nhà vậy. Đừng có đem đồ tan gì nữa ông thầy ô. Nói ông giết giờ tôi quá mở miệng. Chiều này lấy đồ ghé đi chơi hay sao? Chiều không có nhà đâu ghé. Chiều không có đi tụng không? Không. Bữa nay ấy hả ông nội? Nghỉ 2-3 ngày. Chết luôn không có gì, ông thầy thợ ế xô không có gì ơi.
Buồn quá ông thầy ơi, từ ngày quay qua làm thuốc tới giờ mạnh thường quân nó mất tiêu hết trơn. Vậy hả? Ừ, còn bà kiếm lương sao không có còn? Bả giờ bả giúp cái kênh khác nhiều lắm kìa mà bả đâu có giúp kênh mình đâu. Đi chồng. Bả nói chừng nào Phúc Toàn đừng có quay thầy Thuận nữa là bắt đầu tôi mới trở lại. Quỷ. Tiếng Anh giờ nó đâu có nhà đâu. Bả gỡ nó ra Biên Hòa rồi. Bữa không biết sao lên cơn chọi đá đánh bả nữa kìa ông nội ơi. Nó chọi đá ổng rồi nó đánh Hữu Phước rồi nó gượt cái quánh bả nữa. Tối nó đâu có ngủ đâu, tối nó thức hoài đó, rồi bắt đầu giống như nó bị gì không biết nữa. Cho ông cái gì ông cũng làm hư hao làm mất hết trơn thầy ô. Cái chân nước ông cũng làm mất tiêu rồi, bây giờ bình bông bể sạch. Mới lợi không có huệ, tôi thấy ông mở cửa tôi sẹt qua luôn á. Bây giờ là chỉ còn được mấy tấm hình này là không có cho ai nè, nó như cái tivi. Chứ bây giờ với hai cái quạt máy này còn nè, chứ giờ mấy món kia sạch sẽ hết trơn. Mấy em gà đi tụng đều đều á thầy, dạ mấy em gà đi tụng đều đều hả? có nghỉ được 3 bữa nay phòng á. Chiều mình lên má năm chơi ha. Để coi bữa nào rảnh là tôi con có nhà tôi lại chứ đâu có biết ngày nào rảnh đâu. Lúc trước đi quay YouTube không, bây giờ làm thuốc nam trồng cây trồng bọng gì lu su bu chứ. Ông gặp bà Huệ sao chiều bà biết ông xuống. Chắc bả bên nhà má bả gì nãy nãy ghé không thấy lũi qua đây nè. Bả bên nhà má bả chứ đâu, bả lẳng quẳng đây chứ bả đi đâu đâu. Hay là ai đó làm nhà của bà đó. Thì nãy ghé nhà đó không thấy bả mới lủi qua đây nè. Rồi sao không biết bà giờ kêu mai xong. Bả hẹn tôi là bữa nay rồi lại hỏi coi coi chơi mai xong chưa, mà ngày hôm qua lại là bả chưa xong, bả nói bữa nay nè. Tôi ăn đi qua bạn. Qua bả chi, ngồi đây mình nói chuyện của mình đi, mình qua bả chi nữa ông nội, chị nào đôi chối hả dẫn qua bả. Cái tivi còn mở được Cũng ý ngày nào nữa. không? Ông thầy Thuận không có quay ổng là ông không có vô kênh YouTube của Phúc Toàn không coi cái gì này. Chừng nào mà quay ổng ông mới đón ông coi, chứ không quay ổng là ông không có coi. Mấy người kia cũng có coi đâu. Dễ gì mà mất công muốn trả gì, tôi bán là bán mà nhầm không. Mấy người kia là cái mấy người ngoài thôi, gặp mặt gì thôi chứ có gì. Ủa trên trán ông là cái mục ruồi hả, cái gì đen đen vậy? Một ruồi Sao đầu mọc như đó rồi trời? Của làng đâu có phải không? Sao nay mọc mà bự dữ vậy? Một lần tôi nhớ đâu có đâu ta. Đi qua bà Huệ lấy đồ. Qua bà làm gì không nội? Chút xíu đi tôi ghé lấy. Bây Rồi bà giờ hay. vẫn toàn ten trên giỏng như ngày nào. Chưa chết cái gì rồi, chưa chết. Tấm hình rửa chưa xài. Bữa đó ông nói ông rủ đi ăn quốc toàn. Đi ăn gì? Bữa Đi đó ăn cái nút bạc đó mà lại kiếm ông giấc tối không có. vậy hả? Kiếm bữa đó cũng giấc chiều rồi, 5 6 giờ chiều. Tôi chạy là thấy ông đóng cửa chạy ra nhà ngoại thấy ông cũng không có nhà nên tôi nói ra đi tụng mà. Ừ.
Vậy là bà hẹn với ông là bữa nay là lấy là đồ rồi đó hả? Bây giờ là YouTube khác là mấy kênh nè ông thầy, Không biết tôi đâu có coi đâu. mấy người quay ông á, ông không nhớ sao? Quên mất tiêu đó. Thằng anh tôi nó dẫn một thằng ở Long Xuyên đúng không, rồi một thằng chạy xe du lịch đúng không, rồi một thằng quay ở chỗ nhà đám ma cái nữa đúng không, độc lạ miền Tây gì đó. Bữa nào đài truyền hình An Giang lên nữa vậy, Ra nhiều không còn. lên ông thầy thử. Đang gì cần? Thì nó lên ông thầy thuận trên đài An Giang á, ông thầy hăng rớt, ông thầy hăng rớt Đang trai bút tròn. là hết răng đó ông nội. Uống phê ông nó chạy đi mua. Hỏi thiệt cái trời uống không mà cự. Uống cà phê sữa. Rồi Rồi uống ban bữa đó thì nó cưới con gả con nó có mời không? Không có mời không, không không cái đâu mời tôi đâu, bà khi dễ tôi lắm nào nha, bữa nay tôi chơi với thầy thận là bà không có mời ông cưới đâu. Người ta không mời thôi chứ khiếu nại với nàng gì không, ta không mời đỡ tốn tiền. Trong đời trời đất ai đám cưới đi mời ông thầy chùa chi ba. Là tụng kinh đó. Tôi nói với ông là một câu gì nè Phúc Toàn, trong đời chỉ có mình ông mà, chứ tôi không có thương, mà tôi không có thương mấy thằng đi coi YouTube đó, bởi tôi không có coi. Tôi là tôi chỉ có mình ông là thôi, mà ông vắng mặt trăm hơi luôn, ông không xuống. Ông thấy tôi đâu có quay ai lúc này nữa đâu đúng không, chỉ làm ba thuốc nam người lòng quẩn ở quẩn lẫn không à. Rồi ngồi đây đi, tôi đi đẳng kêu cà phê nha. Rồi.